Ok, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả phần 2 của cái video ngày hôm nay. Thì ở phần 1 thì mình cũng đã cập nhật cho bạn mọi người những cái thông tin quan trọng liên quan đến chart đồ thị của Bitcoin, cũng như là cái thời điểm này chúng ta nên làm gì. Thì các bạn nên xem lại cái video phần 1 để có thể có những cái thông tin này. Còn ở trong cái video này thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một số những cái thông tin liên quan. Thứ nhất là liên quan đến cái phí giao dịch của ETH. Thì các bạn có thể thấy là cái phí giao dịch của ETH trong cái đợt gọi là tăng trưởng vừa rồi, nó được đẩy, nó bị đẩy lên và nó là rất là cao. Một cái lần chuyển chúng ta mất tới 50 đến 60 đô la cho một cái lần chuyển, thực sự là cao một cách khủng khiếp ấy, không phải là cao vừa đâu. Tuy nhiên những ngày gần đây các bạn có thể thấy là thị trường nó đi vào cái trạng thái là sideways, và cái khối lượng giao dịch nó cũng bị giảm theo rất là nhiều so với cả cái thời gian đầu tháng 5. Thế là cái phí giao dịch ở mạng lưới trên ETH cũng đã cũng được giảm xuống một cách nhanh chóng, chỉ còn khoảng 5 đô la cho ngày hôm nay thôi, tức là nó giảm khoảng 12 lần so với thời điểm cách đây tầm khoảng 3-4 tuần. Thì cái sự tụt giảm này có thể được lý giải là do cái nhu cầu sử dụng mạng lưới của ETH hiện tại đã được hạ nhiệt so với cách đây đầu tháng. Khi mà cái nhu cầu giảm trong khi cái nguồn cung nó vẫn giữ nguyên thì tất nhiên là các thợ đào ETH họ sẽ phải điều chỉnh lại cái mức phí giao dịch của họ. Cái điều này thực ra nó cũng rất là tốt cho những cái trader khi mà họ có thể thoải mái hơn trong cái việc là chuyển coi của họ. Tuy nhiên thì cái mức phí ETH hiện tại ấy, nếu mà so với những cái đồng coin khác thì còn đang tương đối là cao, đặc biệt là ví dụ như là LTC hiện tại chỉ có 0.02 đô, hay là Dogecoin chỉ có 0.8 đô, hay là trên cả cái nền tảng của TRC 20 cũng rất là rẻ. Đó. Đương nhiên thì những cái ứng dụng của ETH là không thể phủ nhận được, và những cái blockchain khác này nó cũng thực sự là rất là khó để mà có thể ở thời điểm hiện tại so sánh được với cái ETH. Tuy nhiên thì với cái mức phí rất là cao mà được duy trì trong lâu dài thì mình nghĩ rằng cái điều này nó sẽ là một cái điều mà không tốt đối với cả cái nền tảng blockchain của ETH nói chung. Và mình cũng đang rất là chờ đợi cái bản hard fork London diễn ra vào tháng 7 sắp tới, và xem là ETH họ đã sẽ có cập nhật những cái gì và nó có thể cải thiện được cái vấn đề tốc độ cũng như là cái phí giao dịch hay không. Nếu cái bản cập nhật này mà thành công thì mình nghĩ rằng là còn rất xa những cái dự án khác, những cái blockchain khác mới có thể đuổi được ETH, bởi vì cái hệ sinh thái của ETH hiện tại nó đang là rất là lớn. Đó. Thì đó là những cái thông tin liên quan đến phí giao dịch của mình muốn cập nhật cho mọi người để mọi người có thể nắm được. Chúng ta sẽ chuyển sang một số những cái thông tin liên quan đến cái xu hướng ở trên cái chart đồ thị của ETH. Thì khi các bạn có thể thấy là do chịu ảnh hưởng từ cái việc Bitcoin bị sụt giảm, nói chung là tình hình chung thôi, thì ETH trong những cái ngày cuối tuần vừa rồi nó cũng đã quay trở lại test lại cái vùng hỗ trợ cứng của mình ở trong cái kênh tăng giá cũ. Và cái việc mà ETH điều chỉnh trở lại đã làm xuất hiện một số những cái tín hiệu tiêu cực. Thì đối với cả cái chart của ETH thì các bạn thấy là sau một khoảng thời gian rất là dài nằm trên cái đám mây Kumo, thì đến hiện tại thì cái đám mây Kumo này cũng không thể nào mà tiếp tục đỡ được cái đồ thị của ETH nữa, và giá nó cũng đã hoàn toàn là cắt qua cái đám mây này. Và cả cái đường Tenkan thì cũng đã cắt xuống dưới cái đường Kijun, và cái đám mây Kumo thì cũng đã chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Thì những cái tín hiệu này là thực ra là những cái tín hiệu không tốt đối với cả cái chart đồ thị của ETH. Những cái chỉ báo ví dụ như là MACD hay là RSI cũng cho thấy cái lực mua ở trên thị trường đang thực sự là không mạnh, và hai cái đường MACD vẫn đang đi song song và vẫn chưa có cái dấu hiệu cắt nhau. Và trong khi đó thì cái chỉ báo RSI dù đã dốc lên, tuy nhiên là nó vẫn đang nằm dưới cái khu vực 50. Đó. Thì hiện tại để mà có thể quay lại cái trend tăng thì cái mức giá đầu tiên mà ETH cần phải vượt qua đó chính là cái cạnh dưới của cái đám mây Kumo, tức là tương đương vùng tầm khoảng 2570. Và cái đó thì là cái khu vực cạnh trên của đám mây Kumo, tức là vùng tầm khoảng 2890. Thì đây là cái khu vực tương đương với cả cái vùng Fibo 0.5, và nó đã cản cái đà hồi phục của ETH trong tuần vừa rồi. Do đó thì mình nghĩ rằng là cái lực bán ở đây nó sẽ còn tương đối lớn, và ETH sẽ cần phải có một cái lực buy thực sự là đủ mạnh thì mới có thể quay trở lại cái vùng này. Đó. Còn trong cái trường hợp mà cái đám mây Kumo nó trở thành một cái đường kháng cự mới thì giá nó sẽ có thể hồi lại về cái vùng tầm 2001, và dưới đó là từng vùng khoảng 1950 để mà tích lũy thêm. Thì tình hình hiện tại các bạn có thể thấy là nhìn chung thì kể cả ETH nó cũng đang sideways theo cái sự ảnh hưởng của Bitcoin thôi. Thế nên là trong cái thời gian tới ấy, thì cái sự biến động của Bitcoin nó sẽ quan trọng hơn, và nó sẽ quyết định xem là ETH nó sẽ như thế nào. Nếu mà Bitcoin có cái sự hồi phục, những cái đồng coin khác trong đó có ETH nó mới có thể có được cái đà gọi là hồi phục theo. Còn nếu mà Bitcoin giảm thì mình nghĩ rằng là kể cả ETH hay là những cái đồng coin top khác nó cũng sẽ giảm theo cái mức sụt giảm của Bitcoin. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả cái đồ thị của đồng ADA. Thì trong cái tuần vừa rồi thì cái đồng coin này nó cũng không tránh khỏi cái xu hướng giảm giá chung của tất cả những cái đồng coin khác. thì đồ thị của ADA đang bị cản tại các khu vực 1.79. Các bạn thể thấy là đã đảo chiều tại khu vực này, đúng không ạ? Thì cái điều này thì cho thấy là cái mức 1.79 thực sự là một cái vùng kháng cự rất là cứng, và cái lực bán ở đây nó còn rất là mạnh và chúng ta chưa thể nào mà hồi phục lên ngay được. Tuy nhiên thì cái đồ thị của ADA lại có những cái phản ứng mình thấy là tương đối tốt với cả những cái vùng hỗ trợ và quan trọng, và đang có cái xu hướng là bật lên. Và cái đà giảm của thị trường của ADA đã bị cản lại tại khu vực đỉnh cũ 1.400, và sau đó thì có cái tín hiệu rút dâu tại đây sau khi mà test lại cái đường trendline hỗ trợ của cái mô hình tam giác tăng cũ. Và với cái tín hiệu như vậy thì mình nghĩ rằng là đồ thị của ADA vẫn đang có một cái cấu trúc uptrend tương đối tốt. Đó. Việc ADA cắt lên cái đường trung bình MA9 thì cũng cho thấy được cái đà tăng trưởng tương đối tốt của cái đồ thị này. Hiện tại thì cái mức kháng cự gần nhất mà ADA sẽ cần phải đối mặt đó là cái đường trendline giảm ở phía trên, và cái phản ứng giá trong ngày hôm nay mình nghĩ rằng nó sẽ quyết định đến cái xu hướng của ADA, bởi vì nếu như mà không thể vượt qua được cái đường trendline này thì giá nó sẽ tạo thành cái mô hình đỉnh thấp dần. Điều đó thì nó sẽ cho thấy là cái xu hướng giảm sẽ diễn ra đối với ADA trong dài hạn. Nếu mà xuyên qua được cái vùng kháng cự này thì cái đồ thị của ADA nó vẫn còn phải vượt qua được một số những cái vùng kháng cự cứng nữa tại cái vùng Fibo 0.618, tức là tương đương vùng tầm 1.79 trước khi mà chúng ta có thể nghĩ đến cái việc mà quay trở lại cái xuống tăng. Và như mình đã nói thì đây là một trong những cái vùng kháng cự rất là cứng. Nhìn chung thì đối với cả cái tình hình ăn coi chung thì nó sẽ không có, mình nghĩ rằng trong ngắn hạn là chưa có biến động lớn đâu, nên là mọi người chỉ nên đánh scalp, đánh có lãi, mọi người rút ra xong rồi mọi người đợi cái xu hướng mới mọi người hãy vào, chứ đừng có gọi là quá FOMO ở cái thời điểm này mà nghĩ rằng là chúng ta có thể bắt được đáy ở cái thời điểm này. Mình nghĩ rằng là thời điểm này nó chưa phải là ra đáy để mọi người bắt đâu, nên là mọi người hãy gọi là có cái nhìn tổng quan chung về thị trường là như vậy thì mọi người sẽ điều chỉnh lại cái cách chơi, đúng không ạ? Vì mình thấy là rất nhiều bạn đang trong cái trạng thái là đang muốn là trả thù thị trường, gọi là muốn lấy lại những cái gì mà thị trường đã lấy của mình trong cái đợt 19 năm ấy, đang muốn all in để mà lấy lại. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu các bạn còn làm như vậy thì thị trường sập chỉ cần 1-2 phát nữa thôi là các bạn sẽ cháy hết tài khoản. Như vậy nó sẽ, các bạn như vậy thì đến lúc mà thị trường nó về cái vùng giá mua tốt thì các bạn sẽ không còn tiền để mà mua đâu. Đó, thì các bạn nên biết là mình đang ở trong cái giai đoạn nào để các bạn có thể có được cái kế hoạch nó phù hợp. Ok, ở phần cuối của video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái lệnh mà mình đã trade margin trong tuần vừa rồi. Thì vào tối ngày 29 tháng 5 ấy, ở trên đó thì mọi người thì mình đã có đánh một cái lệnh short BTC ở cái mức giá là 34.580 và 35.510. Các bạn có thể thấy là mình cũng đã có đăng cái tín hiệu này trên nhóm rồi. Thì cái lý do mà mình đưa ra cái tín hiệu này cho mọi người đó là bởi vì các bạn có thể thấy là thị trường cái thời điểm đó nó đang có một cái trend giảm rất là mạnh. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy một số những cái tín hiệu giảm giá đến từ MACD, đúng không ạ? Với cả đồ thị MACD thì cái tín hiệu sell nó đã được hình thành từ trước đó, với hai cái đường chỉ báo nó vẫn tiếp tục di chuyển dốc xuống và không có cái xu hướng là hội tụ lại. Thì cái tín hiệu này thể hiện là cái đà giảm trên thị trường nó vẫn còn đang rất là mạnh và nó chưa thể nào mà kết thúc trong cái khoảng thời gian ngắn được. Đó, ngoài ra thì đồ thị giá nó cũng vừa có phản ứng xác nhận cái đường trendline giảm ở phía trên. Và các bạn có thể thấy là sau khi mà cái điểm entry được khớp thì chúng ta đã có được một cái sóng giảm rất là tốt. Và chỉ trong tầm khoảng 20 giờ tối thì mình đã chốt được cái lệnh short này với cả cái mức profit là từ 31% cho tới 46%. Và cái thời điểm đó thì mình quan sát thấy là cái chỉ báo Stochastic nó mới chỉ bắt đầu đi vào cái khu vực có bán thôi. Thế là cho thấy là cái trend giảm mình nghĩ rằng nó sẽ còn tiếp tục giảm nữa. Thế là mình không cắt toàn bộ cái lệnh của mình, để một số lệnh qua đêm. Đó, và các bạn thấy là đến sáng ngày hôm sau thì những cái lệnh này đã có cái mức lợi nhuận từ 63 cho tới 90%. Coi như là chúng ta đã ăn tương đối là trọn vẹn cái sóng giảm này của Bitcoin. Thì cái lệnh tiếp theo mình review cho mọi người đó là một cái lệnh long ETH vào ngày 30, ngày hôm qua luôn. Thì buổi sáng hôm qua thì mình có đưa cho mọi người cái tín hiệu long này tại cái khu vực là 2206 và 2201. Thì đây là một cái lệnh ngược trend ăn sóng hồi, cho nên là mình nhắc mọi người là như thường lệ là với những cái lệnh ngược trend như thế này có lãi chúng ta chốt, không nên hold cái lệnh này quá lâu, đặc biệt là hold qua đêm. Đó. Thì tại sao mình lại đưa ra cái tín hiệu long này cho mọi người? Ở trên cái khung H2 thì cái đồ thị giá của ETH nó đã kết thúc cái tín hiệu test lại cái đường trendline hỗ trợ ở bên dưới và hình thành một số những cái nến rút dâu tại khu vực này. Thì cái tín hiệu này cho thấy là thị trường nó đang có khá là nhiều cái lực buy đẩy giá lên tại cái khu vực 2005. Và kể cả tín hiệu của chỉ báo ví dụ như là RSI hay là MACD thì nó cũng đang ủng hộ cho cái xu hướng tăng của thị trường. Cái chỉ báo MACD thì nó đã xuất hiện cái tín hiệu buy với hai cái đường đồ thị cắt nhau và dốc lên. đồ thị của RSI thì cũng đã chấm dứt cái đà giảm và bắt đầu một cái xu hướng xuống tăng trở lại. Thì các bạn có thể thấy là sau khi mà khớp cái lệnh buy này thì đồ thị ETH nó đã bật lên rất là tốt, đúng không ạ? Và chỉ đến buổi trưa thôi là mình đã có thể take profit với một số lệnh với cái mức lợi nhuận là 22% và 77%. Tuy nhiên thì mình giữ lại một lệnh, bởi vì mình thấy rằng là cái đà tăng của ETH này nó còn có thể tăng hơn nữa. Ví dụ như nếu các bạn nhìn vào MACD thì cũng như là RSI thì các bạn có thể thấy là chưa có cái tín hiệu nào cho thấy là cái đà tăng này nó giảm đi. Đó, chính vì vậy mà mình giữ thêm một lệnh và mình take profit tại khu vực là khoảng 2046, và cái lệnh này mình đã có mức lãi tầm khoảng lên tới 173%, và mức lãi này là mức lãi thực sự nó rất là lớn trong một cái ngày hôm đó. Thì đó cũng là cái cách mà mình muốn chia sẻ với mọi người về cái cách mà mình chốt lời, tại sao khi mà mình đăng cái lệnh mà mình ví dụ hold lên được cái lợi nhuận lên tới gần 200% thì nhiều anh em trong nhóm nói là mình gồng nhiều thế, mình gồng áp thế. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải gọi là take profit từng phần ấy. Mình chia sẻ với mọi người ở các video thì mình cũng như thế nào thì mình cũng làm như vậy thôi. Chúng ta take profit ở những cái lệnh lớn và những cái lệnh mà chúng ta cảm thấy là an toàn thì chúng ta rút ra, còn chúng ta có thể giữ lại một số những cái lệnh vừa và nhỏ để chúng ta kỳ vọng cho những cái đà tăng nó tốt hơn để chúng ta ăn được chọn con sóng, chứ không phải là chúng ta giữ toàn bộ cái lệnh đó để mà chúng ta chốt cái đỉnh sóng. Như vậy nó rất là nguy hiểm, thì chúng ta cũng không thể biết được là thị trường nó sẽ chắc chắn là sẽ đi đến cái target mà chúng ta mong muốn. Đó thì những cái lệnh này thì trong những cái ngày gần đây có thể thấy là mình chia sẻ về những cái lệnh đánh ở trên sàn BitYard. Những ngày hôm nay, những cái ngày gần đây thì sàn mình thấy là trade tương đối là ok, và ngoài ra thì ở trên BitYard thì còn có một số những cái sản phẩm khác, ví dụ như là forex hay là vàng. Thì khi mà Bitcoin sideways như ở thời điểm hiện tại ấy, thì chúng ta có thể trade cả vàng cả forex nữa. Ở cái thời điểm hiện tại thì vàng đang có những cái biến động rất là lớn, và chúng ta cũng nên tận dụng những cái con sóng như thế này để chúng ta trade. Thì thời gian tới mình bên cạnh những cái tín hiệu về Bitcoin thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người kể cả những cái tín hiệu về forex và vàng ở trong cái nhóm Telegram để mà mọi người có thể gọi là theo dõi được, đúng không ạ? Thì các bạn nào mà muốn trade ở trên sàn BitYard thì các bạn có thể truy cập bằng cái đường link ở bên dưới, thì sau đó sẽ có admin liên hệ các bạn và sẽ add các bạn ở trong cái nhóm này. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay, và trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục là theo dõi những cái diễn biến của thị trường và sẽ cập nhật cho mọi người. Thì mọi người hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để theo dõi được những cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.